Chào tất cả anh em từ miền Nam ra Bắc, tất cả anh em đam mê câu cá thì hôm nay là ngày 14 tháng 8 anh em nhé. Sống từ KCB tiếp tục gửi đến anh em một cái lô cần hàng kiện Nhật nữa nè anh em. Đó, mình gửi đến anh em một số cái cần ha. Khá là nét đẹp luôn nha anh em. Mấy cần súp ISO, cần tay ha. Và cái bao cần Shimano Nessert rất là đẹp nè, như mới luôn nè anh em. Mấy con cần zig một khúc, hai khúc anh em nhé. Câu ngâm sông hồ, câu bè, câu quạt biển, bạc bãi ha, cần lục. Đổi loại hết, anh em thích cây nào cứ lưu trực tiếp với shop mình nha. Qua số điện thoại 0976 977 106 anh em nha. Ship hàng tận nhà cho anh em ha. Đó, anh em nào ưng thì có thể nhắn tin qua Zalo của mình qua số điện thoại trên nha anh em. Mình gửi hình ảnh cũng như là video chi tiết cho anh em ha, cho anh em tham khảo. Đầu tiên mình gửi đến em mã số 1 là một con Daiwa sub chữ đỏ nè anh em, T274M5 nha anh em. Con này zin nguyên bản nha. Fan Fuji nha, fan Fuji, bát Fuji ngon lành hết nè. Đã. Góc kiết ngon lành hết nha anh em. Hàng này là hàng Made in China xuất Nhật nha, hàng chuẩn nha anh em. Đó. Con này thì trọng lượng của nó sẽ là 360g còn 2.6 ly. Rồi con này mình để anh em giá rẻ nha, 1.6 triệu nha anh em. Mã số 1 1.6 triệu ha. Đây. Con này nó bị hụt hết một phân nha anh em. Bị hụt hết tầm 1-2 phân đó, do cái vận chuyển về anh em. Vận chuyển về cái chụp đầu á, nó bị gập anh em. Cho nên là nó làm gãy cái khúc đầu bu này nè. Mình đã gắn đầu bu lại ha, mình gỡ ra mình gắn vô lại ha. Vẫn đầu bu Fuji zin của nó. Nó bị hụt ha, nó gãy hết chút xíu này nè. Tầm cả 2 phân quá. Có định vị fan nha anh em. Con này cứng 27 ha. Giờ nó còn tầm 4m02, 4m03 nha. Đó, mà thanh lý rẻ cho anh em, cần thì mới tin nè, cần mới tin nè. Thanh lý cho anh em 1.6 triệu ha. Đó, cho anh em câu lục. Có một vết quẹt nhẹ đây ha. Sức dâm đây, còn lại đẹp nha nè. Rồi mình thanh lý cho anh em câu lục nha. 1.6 triệu mã số 1. Số 2 mình gửi đến em là một con ISO fan lớn nè. Đấy, ISO fan lớn mà số 2 nè. Super Power Lock nè. Đấy anh em có thấy. Đọt số 5 5m3 nha anh em. Số 5 5m3 ha. Bát Fuji tem vàng nè. Con này mình để cho anh em giá là 1.2 triệu nha. 450g ngọn 1.9 nha anh em. Đọt số 5 đọt khủng nha, 5m3. Con này bị lai một fan nha anh em. Bị lai một fan ha. Đây fan này bị lai fan xích nè. Bị lai một fan nha. Ngon nhít ngon lành nha anh em. Carbon xoắn nha, con này anh em hạ cánh tay thì tầm 4H á. Xoắn tít hết nè. Rồi con này mình thanh lý cho anh em giá rất là hợp lý nha, chỉ có 1.2 triệu thôi nè. Đọt số 5 này bây giờ nó cũng hiếm lắm chứ nó không có nhiều đâu nè. Ra rút ra không tưng nè. Có sức dâm nha anh em. Rồi mã số 2 1.2 triệu ha. Con NFT Power Love anh em nha. Số 5 5m3. Số 3 mình lên cho anh em một siêu phẩm nè, một súp nè. Con này có bao nha. Đây là dòng Burgo Target ha, con Ruby. Đấy, Super Amu Hot nè. Đây là một dòng Super Light cứng 25 dài 4m anh em nha. Con này như mới ha, hình thức như mới, đẹp lắm. Dip nó chóc xíu rồi. Còn lại rất là đẹp luôn nha anh em. Bass zin nè. Xoắn tiếp hết nha. Fan là fan xích zin nguyên bản nha. Đấy. Con này mới cái giá khá là cao luôn nè, bộ fan xích mới tinh nè. Hàng này mới vừa về nha. Rất là nét. Cần thì có định vị hết nha anh em nhé. Đây định vị đây nè. Đó, anh em gài vào đây ha. Chung con này mới như chưa xài luôn nè. Cho nên những cái fan của nó nè anh em nhìn nè. Mới con nè. Đẹp lắm. Bên trong rất là nét nha, xoắn cũng hết nha nè. Rồi con này cho anh em đánh đầu cần ha, đánh chép, đánh rô phi, đánh hoặc là đánh chấm đầu cần thì ok luôn nha anh em. Đây ngọn nó cũng cứng cáp to nè, xích rất là dày nha, đấy anh em xích dày nha. Rồi con này mình để cho anh em mức giá rất là tốt nha, để cho anh em giá 2.8 triệu nha, 355g còn 2.5 ly nè, ruby nội địa Nhật ha. Dòng Burgo Target nha anh em, Super Light. Mã số 3 2.8. Số 4 mình lên cho anh em một con ISO fan nhỏ, hệ con đẹp tay này nè. Đây, con đẹp tay nha. Đấy, Power Lock nha, đọt 1.5, 5m3. Bass zin nha. Hình thức nè, có xuất sắc ha.
Fan là fan xích nha nè, fan xích nha, fan full xích hết nè. Đó, con này nó chỉ lâu ngày nó hơi bị xước xác thôi nè. Nè, đầu vụ nó đầu vụ xích nè, zin của nó nha. Đó, fan fit zin hết nè. Con này ISO nha nè, đọc 1.5, đọc bé ha. Cho anh em coi ISO ha. Đấy, bên trong đây anh em có thấy nè. Rút ra ha, bên trong có xước dâm nè. Có xước dâm phần đó, còn lại đây thì đẹp ha. Đây đẹp hết nha nè. Chỉ bị xước phần này thôi, phần dưới cái bụng kéo ra nó vô nè. Đấy, xước dâm quẹt quẹt nha. Rồi con này mình thanh lý rẻ cho anh em 800k nha. Thanh lý cho anh em 800k nha. 190g ngọn 1 ly nha. Mà số 4 800k. Số 5 lên cho anh em con cần tay dài 9m nè. Đấy, 9m nha nè. Nội địa Nhật nha, Civita ha. Con này mình thanh lý cho anh em giá rất tốt nè, 1,5 triệu, 480g ngọn ly tư ha. 480g ngọn ly tư. Đây ngọn của nó đây, mình lấy ra cho anh em xem. Ngọn của nó là ngọn chống xoắn nha nè, chống xoắn nè. Chỗ phần này dính dơ nha nè. Chống xoắn 360 độ nè. Cứng, con này cứng tầm 5H nha anh em, rút ra hẳn cần lắm nha. Cho anh em săn hàng câu câu lóc, hoặc là anh em câu nhái, hoặc là em câu cá sặc, cá rô ha. Đấy mình rút ra đấy, anh em có thể lóc cứng luôn ha. Anh em xem đồ mới của em đang rất là mới nha. Mới đẹp lắm nha nè. Rồi con này mình thanh lý cho anh em 1,5 triệu nha. Giá rất là tốt luôn nha anh em. Mã số 5 1,5 triệu, 9m ha. Cứng 5H. Số 6 mình lên cho anh em một con lua 2 khúc nè. Đấy con lua 2 khúc cũng rất là nét nè. Lua 2 khúc cho anh em đánh lóc đánh chẽn nha. Con này là con Seabass nha anh em. Seabass 2m7 nha. Đó, Seabass 2m7 nha. Rất là nét, Seabass 2m7 nha. Rồi con này mình để cho anh em mức giá chỉ có 900k thôi nha nè. Mã số 6 900k ha. 180g ngọn 2 ly 3. 180g ngọn 2 ly 3 ha. 900k mã số 6. Số 7 mình lên cho anh em là một con cần 2 khúc lua nha nè. Cần 2 khúc lua ha. Đây, con Shimano 2 khúc lua nha, sọc dít nha nè. Con này thì nó lua được là Zigmax được 80g nha, 9,6 2m88 nha nè, Made in China xuất Nhật ha. Con này là cứng MH nè, đánh 10 đến 20 phao nha. Hàng xoắn tít hết nha. Fan Fuji ngon lành ha, đầu bu full xích chống xoắn nè. Con cần này thì nó bị hụt một xíu nha nè, nè nó bị gãy một xíu nha. Đấy do vận chuyển về nè, nó bị gãy xíu, nó bị cấn ha. Cắn cái băng keo niền ở đây á. Đấy thì gắn cái đầu bu xích chống xoắn lại nha, đầu bu full xích chống xoắn nè, một chữ tầm 1-2 phân 1 phân 2 phân ha. Rồi con này mình thanh lý cho anh em giá rẻ nè anh em. Con này mình để cho anh em giá 1,7 triệu nha anh em. 1,7 triệu ha, lua 2 khúc 2m, còn tầm 2m85 nha anh em, gãy một tí ha. 2m85 cứng MH ha, con này cứng lắm nha anh em, lua lóc lua chẽn ngon lành ha. Rồi thanh lý cho anh em là còn 1,7 triệu nha, 180g ngọn 2 ly 3 ha. Con Shimano số 7. Số 8 lên cho anh em một con 2 khúc nè, 2 khúc cầu bè nè anh em. 2 khúc nè, ngon lành nha. Con này hiện 1m65 nha anh em, 1m65 nha. Độ cứng của nó tầm cỡ 60 đến 80 nè. Bao chưa bóc ra luôn nè, 1m65 Made in Korea xuất Nhật ha. Rồi con này mình để anh em giá 700k nha, 210g ngọn 2 ly ha. Anh lấy anh em giá rất là tốt. Số 9 mình lên cho anh em con 2 khúc giá rẻ nha em. Carbon Fanbat Fuji nè. Đó, con này nó xấu nha, keo nó xấu nè, xuất sắc có thời gian 5 tháng nha. 32m1 ha. Keo ký cửa xấu nha. Đây cần này dẻo cho anh em câu bè ha. Rồi thanh lý rẻ cho anh em mà 450k. 290g ngọn 2 ly 2 ha. Con Carbon Fanbat Fuji nè. Số 9. Số 10. Một con nữa, 2 khúc luôn. Thanh lý em giá rẻ, con này rút góc được luôn nè anh em. Rút góc chỗ này ra được ha. Anh em thấy không? Rút ra được nè.
này hai khúc nha. Rồi fan là fan Fuji Six ha, fan Six nha nghe, Fuji Six nha, fan Six nha. Nè nó quấn keo nè, quấn keo sơn mài rồi nè. Đó, con này thì chiều dài của nó thì nó cũng là chiều dài là 2m1 nha anh em. Rồi con này anh lý rẻ cho anh em nè, Pyrama nha, 450k, 230g, ngọn 23 nè. Con này cứng thì chắc tầm cỡ 30 anh em, 30-40 ha, dẻo cho anh em câu bè 2m1, 450k, số 10. 11 lên cho anh em con câu bè 2 đọt nữa nè, câu bè 2 đọt ha, đọt 20, đọt 30 của hàng Ruby nha nè, carbon fan bass Fuji ha, carbon fan bass Fuji hết nè, cần đẹp nha, 2m4 nha, 2m4 nha anh em, câu bè zin nguyên hết nè, keo kiết ngon lành hết nha, keo nó hơi cũ xíu thôi. Rồi con này mình để anh em giá rẻ nè, 550k nha, 180g ngọn ly 2 ha, mã số 11. 12 lên cho anh em con Tika mấy ngàn nè, còn mấy ngàn Tika ha. Đấy, carbon nha nè, chất liệu là carbon nha, fan Fuji nha. Rồi con này để cho anh em 600k nha, 140g ngọn ly 2 nè, cần máy ngang 1m8 nha nè, cần máy ngang 1m8 nha. Nè đọt nó đây, zin nguyên hết nha nè, mới tin nè, Tika ha. Đấy, máy ngang 1m8 nè, câu bè, câu ngâm hay là anh em muốn câu gì đó câu ha. 600k mã 12. 13 lên cho anh em một con nè, hai khúc nè, lên cho anh em con hai khúc ha. Đây một con Shimano dòng Cost Fiber nha anh em, Cost Fiber ha. Con này là thông số là 3m cứng M ha, đánh được zip QT mát là 60g nè. Fan là fan Fuji Six chân ca nha anh em, fan Fuji Six chân ca nha. Đấy, đầu là xích chống xoắn nha, zin nguyên bản nha nè, keo kiết đồ của nó zin hết nè, nó hơi, nó keo nó hơi căng tan xíu rồi nhưng mà keo zin nha, keo zin của nó nha nè, zin nguyên hết ha. Con này cho anh em đánh lóc đánh chẽm nè. Rồi con này mình thanh lý anh em giá rất tốt nè anh em, Cost Fiber ha, để anh em 1.8 triệu fan xích nha, 230g ngọn 2.1, cần rất đẹp luôn, rất đẹp nha anh em, mã số 13, 1.8 triệu. 14 lên cho anh em một con một khúc cho anh em đánh zig hoặc là anh em đánh đái nè. Đó, zig đánh đái nha, nó cứng lắm. Cứng nè, cứng như củi, cứng lắm nha anh em, mình nhấn mạnh xuống nè. Quấn chỉ nè, con này là sâu rết của Mỹ nha, quấn chỉ rất đẹp nha nè. Con này khủng hiếm nha, khủng hiếm nha anh em. Nè nó đánh được đến rắc được 8 kg nè anh em, rắc 8 kg nha. Nó đánh tới 60 vào lần nè, 28kg nè. Light Class nó BO6 60 vào nè nè. Con này là đánh được BO số 10 nha, rất là khủng, 1m8 nè. BO số 10 là siêu khủng anh em. Hạng bạo lực nha, đánh đái hoặc là đánh Phú Yên, đánh Phú Quý rồi anh em. Rồi con này Lumax nó là được 500g nha, anh em biết Lumax 500g thì zig nó không phải là 500-600g thoải mái ha. Anh em biết cây này mà đặc biệt của nó là nó rất là thanh thoát, cần của Mỹ mà, cứng cáp nhưng mà nó không có nặng quá đâu, nó vừa. Đấy, đầu vu của nó rất là dày luôn nha, xích nè, fan fit đồ của nó chất lượng lắm nha nè, full xích nha. D3 nè, anh em nhìn D3 đó, anh em thấy nè, dày khiếp nha. Rồi con sâu rớt này thông số khủng như này, cần máy tinh như mới nha, mình để anh em mức giá là 3.2 triệu nha nè, 370g ngọn 44 nha, 44 rất là khủng nha, nghe thấy khủng chưa. Thao biển cái này hết ý luôn, cho anh em săn hàng ha, bắt cái lớn. Con sâu rớt thì nó phôi nó dày. Kế tiếp mã 15 lên cho anh em một con zig nữa nè anh em. Con zig này cắm gốc nha, zig này cắm gốc nha nè, carbon ha, fan là fan full zig nha nha, full zig nha. Đấy, full zig 300 nha, bass Fuji nè, cắm gốc nha nè. Con này fan Fuji hết nè, anh em nhìn fan fit nó chuẩn nè, keo kiết zin hết nha. Đầu xích nè, cần máy tinh nè. Rồi con này thông số nó ghi sẽ là 1m8 nha nè, 1m8 nha. Ở đánh zig được là bao zig này em tương đương với lại là tầm 80g á nè. Line là 4 đến 16 phao nè. BO số 3 số 4 ha. Nhưng mà tới cái này mình thấy đánh hơn nữa, tại vì nó cảm giác nó cứng lắm. Nè anh em thấy mình nhúng mạnh xuống mà nó mới như vậy. Ngọn nó to nữa nè. Ngọn nó đến 3.7 lên đi. Nè, ngọn to đùng. Em thấy không? Cho nên là cái này anh em đánh mồi nặng được nha.
xong rồi nó ghi thông số ít gì mình không rõ được. Phôi nó cũng dày nha, phôi con này nó không mỏng đâu nha, chỉ quấn nó đẹp nè, nội địa Nhật nè, đó, chỉ quấn nó đẹp nha. Rồi con này mình để cho anh em mức giá rất là rẻ nha, để cho anh em mức giá 1.8 triệu thôi. Con này anh em đi đánh côn đảo là thoải mái rồi, zig côn đảo nè, 1.8 triệu, 210g cộng 3.7 ha. Hoặc là anh em ôm cái này anh em câu đáy cũng được, câu chị 100-200g thoải mái ha. Trước mình đi câu mình toàn lấy mấy cái zig mình câu đáy nè, nó nhẹ, ôm trên tay, ôm cả ngày cả đêm cũng được ha, nhẹ hiều à. Cá nó mổ phát là nó nhạy lắm, anh em chỉ đóng thôi, chì thì anh em nằm dưới rồi, nằm dưới đáy rồi. Rồi con này thì mã số 16 mình lên cho anh em một con ten reel ha. Ten reel này thì nó chiều dài của nó sẽ là 2m1 cho anh em, 2m1 ha, đánh 2-6 zag nè, 20-30 phao nè, này phan phan xích nha, phan xích nha này. Con này đặc trưng của nó làm cái dòng phan nó nhỏ gọn nè, anh em câu máy ngang mới đứng dừng được ha, nó không có bát cọ đây nha, nhưng mà anh em gắn máy ngang mới đứng gì câu cũng được, máy ngang máy đứng máy điện gì cũng đánh được chứ ha. Trưng con tinh rêu này nó hay gì đó, phan xích hết nha nè, keo zin nguyên bản nha. Anh em thấy không, cần thì rất là mới tinh nè. Màu này là màu xám nè, của màu tím nè nè, màu tím kiểu như là màu tím tím sẫm vậy nè, đầu xích nè, rất là dày, cần mới đẹp ha. Đó, con này dạng zig bass đây nè, ten reel ha, ten reel là hàng Martin Zabang nè. Rồi con này một khúc 2m1 ha, mình để cho anh em giá rất là rẻ nè, chỉ có 1.6 triệu thôi, 310g ngọn tới 3.3 còn 3.3 lần nha, mã 16. 17 mình lên cho anh em một con zig vip nè, con cần của thằng Yamakasu nè nè, cần của Yama nha, Yamakasu nha nè. Rất là chất nha, Yamakasu phen full xích ba chân nha, xích ba chân nha nè. Đấy, phen này là phen titanium nha, full xích nè, titan nè, titan để đậu nè, Uzi 30H nè, sắm cho nè ha. Quay rõ cho anh em xem ha. Đấy, phen thì zin, keo chỉ zin hết nha, nói chung con cần này đẹp. Phen titan rất chất nha, đầu u titan nè, xích nè. Titan thì nó sẽ hạn chế được cái độ sét của nước biển nha. Con này là 1m98 nha anh em, 6.6 nha. Đó, zig được là 2-5 zag nè, zig QT này nè. Zig con này là kiểu là nó đánh được là 140g ha, đánh mát được 140g. Casting nó được bao zag nè. Đó, con này cũng có thể anh em đánh mấy con bè trang được luôn, đánh bè trang, đánh mồi nổi mặt nước ha, hoặc là mồi lửng. Con này đánh bê số 2-4 nha anh em, đây là một dòng cao cấp nha, của Yamakasu ha, phen titanium nha anh em, Gamma phen titan zin hết ha. Rồi con này thì mình đang sale cho anh em với mức giá rất là tốt nè, con này mình sale cho anh em giá chỉ có 2.2 triệu thôi nè, 2.2 triệu nha, 230g còn 3 ly nha anh em, 3 ly ha. Mã 18 mình lên cho anh em con câu bè 2 khúc nè, carbon phen bass Fuji nha, chỉ có góc nó hơi chóc sơn đen xíu, anh em về mua sơn đen xịt lại ha là nó đẹp nha anh em. Rồi con này mình để anh em giá rẻ nha, 400k 150g ngọn 1 ly ha, đọt số 10 và 2m1 nha anh em, Alpha Tucker ha, carbon phen bass Fuji nè. Đấy, ngon lành hết nha. 19 mình lên cho anh em một con câu bè 2 khúc nha, con này con Nissin nha, Nissin rất là đẹp nha, Nissin nha. Rồi con này mình để anh em là 600k ha, 130g ngọn 1 ly 2 nha, cần máy tinh như mới nè, đẹp lắm. Nissin này là nội địa Nhật anh em, cứng 25-21 nha, pro à, ngọn tháp đặt cũng rất là bền ha. Rồi con này để cho anh em là 600k mã 19. 20 lên cho anh em một con dây trong nè, 20 lên cho anh em con dây trong nha, đấy dây trong 2 khúc. Con này để anh em 350k nha, 210g ngọn 2.7 mới tinh nè. Chiều dài của con này sẽ là 2m, Alpha Tucker ha. Lồng sứ xích nè, lồng sứ full xích nè, mới tinh nha. Rồi con này 350k mã 20. 21 lên cho anh em một con zig nè, của Satiga nha, hàng VIP nha nè. Đây qua Satiga ha, phen là phen titan nha. Phen titan 30H nè.
xích rất là dày nha anh em, xích rất là dày nha. Đấy. Daiwa Satiga ha. Con này 6.3 1m89 nha anh em, made in Thái Lan, đánh 90 đến 210 g. Phen fix zin hết nha anh em, keo chỉ zin hết nè. Đấy, keo chỉ zin hết nha. Cần thì zin nguyên bản nha. Cần còn khá đẹp nha. Đầu bu là đầu bu Fuji xích chống xoắn nha, đầu bu xích chống xoắn nè. Rồi con này mình để cho anh em mức giá là 2.4 triệu nha anh em, 2.4 triệu nha, 230 g, ngọn 2.5 ly, giá rất là tốt nha, hàng made in Thái Lan, mã số 21, 2.4 triệu ha, Daiwa Satiga. 22 mình lên cho anh em một con cắm gốc lỡ 2 khúc nè, đấy con này mình sell rẻ cho anh em. Con này thì của hàng Ruby nha, con này anh em lua thoải mái nè, chiều dài là 2.4 nha anh em, 2.4 ha. Chiều dài là 2.4, fan Fuji 3 chân nè, bass Fuji nha, chất liệu carbon ha. Rồi con này thì thông số của nó ghi là 2.4, cứng ML ha, Malaysia ha, anh em nhé, Fuji 3 chân nè, đầu bộ Fuji nè, ngon lành hết nha nè. Rồi con này mình để anh em 900k nha, 290 g, ngọn 2.9 ha. 23 mình lên cho anh em là một con cần 2 khúc nha, 2 khúc nè, Suzumi, con này mình đang sell rất tốt nè, 52.7 nha, carbon fan bass Fuji zin hết nha nè, ngon nghiết ngon lành nha, cho anh em câu ngâm câu lăn xê ngon nha. Con này mình để anh em 750k nha nè, 360 g, ngọn 2.3 ly. Kế tiếp mã 24 lên cho anh em một con 2 khúc 3 đọt nha, 2 khúc 3 đọt 30-50, 50-80 và 80-120 Suzumi ha, 2.7 nha anh em, 2.7 nha, 3 đọt fan Fuji ngon lành hết nè, zin hết nha anh em, cần zin đẹp nha. Rồi mình để cho anh em 850k nha, 370 g, ngọn ly 7 với 2.3 nha, 850k mã 24. 25 lên cho anh em một con cắm gốc nè, Masta cắm gốc của hàng phen lá nha, phen xích phen lá nè, cần có hơi bẩn nha anh em. Con này là chiều dài của nó sẽ là 1m65 nha, 1m65 phen xích nè. Rồi con này để anh em 650k nha, thanh lý rẻ cho anh em nha, nó hơi bẩn nè, về anh em vệ sinh lại giúp em nha. 240 g, ngọn 2.2 ly, mã số 25, 650k. 26 lên cho anh em một con cần khủng nha, cho anh em câu biển nè, câu biển câu đáy nha, con này rất là dày luôn nha, phôi này là phôi Ben nha anh em, Ben hàng của Mỹ nha, đây là dòng Big Game ha, là anh em biết đánh game mày, fan xích nha nè, rất là dày nha, đấy đồ cứng em MH nè, MH nha, đánh 20 đến 40 phao này nè, 40 phao tương đương 19 kg á. Rồi con này chiều dài con này sẽ là, nó ghi là 6 feet 1m8. Con này nó bằng cái con sâu rớt 1m8 đó nè, con này 1m8 nè, con số rất là khủng luôn, này là đọt to lắm anh em, đó này cứng lắm, khiếp lắm, nhưng mà nó có độ nảy nha, chứ nó không cứng ngắt như con sâu rớt, nó vẫn có độ nảy. Thông số nè, fan fix, fan xích zin hết nè, keo kick zin hết nè, ngon lành hết nha, đầu xích nè. Rồi con này mình để anh em giá rẻ nha, bát này anh em thấy khủng chưa, bát Fuji rất là dày nha, để anh em con này chỉ có 2 triệu thôi nè, 670 g, ngọn 4 ly nha. Ben của Mỹ 670 g nha, phôi nó dày lắm mà nó làm cái đít đối trọng cho em nó hơi nặng. Rồi con này hàng mới chưa xài luôn nè, con zig nè nha, zig 1 khúc nha, mới chưa xài luôn nha, bát chưa bóc keo ra luôn nè anh em, thấy không, fan zig. Con này chiều dài của nó sẽ là, dài của nó sẽ là 5.6, 1m68 nha anh em, cứng M ha. Đánh zig được là 60 đến 100 g nè, BO số 2, số 4, made in Korea, xuất Nhật nha. Cần zin nguyên bản nha, keo chỉ rất là đẹp nè. Nói chung con này như con cần mới nha, để mình báo cho dễ. Bù xích chống xoắn. Nó ngọn nó nảy dẻo nha, cho anh em đánh zig ha. Zig cá chép, zig con đảo luôn ha, là đi giúp Phú Quốc ha. Rồi con này để anh em 1.8 triệu, 290 g, ngọn 2.3 nha. Rồi kế tiếp mã số 28 lên cho anh em một con zig máy ngang nè, đây là con slow zig nha, chuyên cho anh em zig chậm nè. Đấy slow con này chiều dài của nó sẽ là 6.8 nha nè, 6.8 nha. Thường slow nó sẽ zig
cái thông số nó thường thì cầm nó sẽ dài hơn cái dòng ZQT nha anh em. ZQT nó sâu, sâu mà anh em zig nhanh á, thì nó sẽ ngắn hơn cái con slow này ha. Slow zig chậm thì nó thường thông số nó dài hơn 1m8 không anh em, 2m ha. Hàng này là hàng made in Japan nha anh em. Đây là remote thông made in Japan ha. Đấy. Con này thông số của nó đánh mát được là 150g nha anh em. Đây đánh mát được 150g này. BR 2.0 ha. Con này thì làm rất là thời trang luôn nè, làm 3 khúc nè, rất là thời trang luôn ha, đít nè. Hàng zin nguyên bản made in Japan ha. Con này cho anh em zig thích hợp cho anh em zig côn đảo nè. Là anh em cũng có thể mua để zig trụ điện nha anh em, zig trụ điện nha. Bản thân con này cái phôi của nó làm khá là dày ha. Đây, khá là dày dặn ha. Cho nên là nhìn nó gọn nè. Bộ xích chống xoắn nha nè, bộ xích chống xoắn nè, nhịp nè anh em ha. Phù hợp cho anh em zig ở những cái địa hình nước không quá chảy nha nè. Cần thì mới tinh như mới nè, remote thông ha. Rồi con này để anh em 2 triệu nha. Để anh em giá rất tốt, 2 triệu nè, 150g còn 2 ly 2. Mã số 28 nè. 29 lên cho anh em, mình có về đường con súp giá rẻ cho anh em. Đó, con súp flip giá rẻ 39 nè, máy tinh nè, hàng mình mua ở cửa hàng anh em, đẹp lắm. Ngọn nhất đây, cho anh em tập câu nè. Câu lục đầu cần trục dù rồi nè. Đấy, con này dẻo nha nè, đánh đầu cần thì nó hợp lý hơn nha. 39 nha. À, nó có cái vết xước dầm đây nha nè. Xước này xước bên ngoài không ảnh hưởng gì trên. Không ảnh hưởng gì đến phôi nha nè. Xước sơn bên ngoài nó quẹt quẹt nè. Quẹt là lông mèo với có chỗ này có hơi cắn cắn xíu nè, xước sơn nha. Còn đây thì đẹp. Đó. Này thấy rẻ mua về cho anh em nè, lông mèo nè. Ngoài này đẹp ha. Nói chung con này sáng nha. Xước lông mèo với hơi chốc chốc sơn nha. Góc kiếp đồng máy tinh nè. Rồi con này để anh em 250k nha. Ngọn 2 ly rưỡi 500g ha. Cuối cùng bao 31 là một cái bao Shimano Nestle nha. Bao này bao VIP nha nè. Lâu lắm mới về được cái bao đẹp gì nè. Bao này như mới luôn. Anh em nhìn đít anh em biết nha. Đẹp lắm. Bao này hơi bị xịn nha nè. Mới cũng cao lắm. À, anh em nhìn nè. Tay sách của nó nè. Video nè. Anh em nhìn hàng chất lượng chưa. Đó, mình quay vậy là anh em biết cái độ xịn của nó ha. Nestle nè. Đó, anh em thấy da chưa. Video đầy đủ nè, khóa của nó cũng khóa xịn nè, anh em nhìn khóa nè, rất là nặng luôn nha nè, khóa rất là nặng luôn nha. Mình bao mình nhiều quá, nếu mình chưa có bao mình cũng lấy bao này mình dùng chứ mình không bán gì. Cái bao này lâu mới mua được chứ cũng không có thấy hoài đâu. Mấy cái bao này mới nó cũng giá cũng căng lắm chứ cũng không rẻ đâu nè. Đấy, bên trong có shop hay nè, ngăn phụ còn có shop á. Nè cái khóa nó anh em nhìn, khóa xịn của nó dày lắm. Xem ha. Nè, 1 2 ngăn nè. Đấy, đây anh em để có thể để cầm tay nè. Có dây đồ buộc lại luôn nha. Đây có dây đồ buộc lại hết nè. Biệt cái bao này nó dài nha nè, mét 4 luôn nè. Để cần này kia đồ ngon lành. Mấy cần mà 2 khúc á. Tầm 2m7 là ok ha. Rồi con này mình để cho anh em giá 2 triệu nha. Cái kích thước mà mình đo cái chiều ngang này là 13cm nha. Dài là 1m4. Rồi để lên 2 triệu cái bao Shimano Nestle quá xịn. Quá xuất sắc anh em ơi. Tổng quay sơ lược giới thiệu đến anh em là 31 mã. Anh em thích mã nào cứ lưu trực tiếp với mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Anh em vui lòng cho mình một đăng ký kênh ha. Và nhấn nút chuông theo dõi khi mà mình like nó báo anh em video sớm nhất nha. Chào toàn thể anh em.